Stop. Don't move. Slowly. Slowly and be careful. Stop that! Red light traffic. You can't move. Let's go back to the garage! Did you see that? Head back to Freeman. Okay. Good job! The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. What's up? Okay. Did you see that? Oh, I'm sorry. Hello. Red light traffic. You can't move. Slowly, slowly, and be careful. Okay, let's go! Thanks! Goodbye! In a zigzag fashion. Okay. Go straight. I got it! Okay. Yes? Mm-hmm. Thanks! Red light traffic. You can't move. Let's go to the playground. Come on and play. Slowly, slowly, and be careful. Okay. Come on, get on. Red light traffic. You can't move. Yellow traffic. Go safe. Green traffic. Go now. Okay. Come on, get on! Goodbye! Goodbye, Ginny! Oh no!
Nha. Nó có ba màu này, màu xanh này,
chúng ta cùng chuyển sang loại đèn báo rất là quan trọng, đó là đèn báo stop. Nope. Chúng ta cùng học thi biển báo này nha. Không có biển báo là biển báo gì không? Đúng rồi, biển báo đúng rồi. Và ba ba cho con các bạn xem các chữ nhỏ nhá. Nope. Con đang hiểu hết các biển báo này, ba ba cho con chưa? Rất tốt, đây là công tác phải kết thúc nha. Các bạn đi ra ngoài nha, bye bye con nha.